Dạ vâng, em lại xin được mến chào tất cả các bác nhá. Chào mừng các bác đã trở lại với kênh của Chu Du Audio Bắc Giang. Hôm nay ngày 19 tháng 6 năm 2024 thì bên em lại tiếp tục cập bến thêm được 4 bộ mic Beyer K890. Và cái lô này các bác đang nhìn thấy rồi, đây là lô mặt nhôm các bác nhá. Thì các bác cũng biết rồi, tất cả những dòng Beyer kể cả 780 hay 790, K890 thì anh em biết rồi, những cái dòng mặt nhôm bao giờ là cũng đắt hơn dòng mặt nhựa các bác nhá. Đấy. Bởi vì sao? Bởi vì mặt nhôm này từ khi sản xuất nó đã đắt hơn rồi. Cái nhôm này bao giờ cũng đắt hơn nhựa này. Thứ hai là cái độ chắc bền của cái dòng mặt nhôm này bao giờ nó cũng chắc và nó bền khỏe hơn là cái dòng mặt nhựa. Đấy. Tuy nhiên thì nhà máy họ cũng sản xuất lúc nào cũng song song, có cả mặt nhôm có cả mặt nhựa. Kể cả 780 thì mặt nhôm nó cũng đắt hơn mặt nhựa khoảng 200-300 nghìn một bộ. Đấy. K890 hay là 790, 790A nó đều vậy các bác nhá. Cái dòng mặt nhôm này thì nó rất là chắc khỏe và nó ít khi nó bị lỏng những cái lẫy này. Và đặc biệt là khi các bác ráp trên cái dàn tủ máy nó không bị lỏng lẻo. Đấy. Cái dòng mặt nhôm này thì nó cũng rất là hiếm, bởi vì bao giờ giá thành nó cũng cao hơn một chút. Đấy. Đấy, hôm nay em về được 4 bộ K890 dòng mặt nhôm. Mặt đầu thu vẫn là mặt màu vàng kem các bác nhá, mặt màu vàng kem rất là đẹp. Và tay của nó cũng tay da cá màu vàng rất là đẹp các bác nhá. Đây. Anh em có thể nhìn trực tiếp đây. Dọ thì bọn em lên dọ bio xịn các bác nhá, rất là đẹp, xịn rồi. Chống lăn thì có chống lăn và chống sốc VIP ở cửa hàng nhà em thì lúc nào cũng sử dụng cái chống lăn VIP như thế này và chống sốc VIP như thế này rồi các bác nhá. Đấy, lẫy pin ruột nhựa các thứ và tất cả em đã kiểm tra rồi, lẫy pin ruột nhựa đều đẹp và không bị gãy. Anh em nhận hàng kiểm tra thoải mái các bác nhá. Đó. Và dòng này thì dòng K890 thì nó đặc trưng của nó là củ hồng K8 rồi các bác nhá. Củ hồng K8 rồi. Dòng này cho chất âm rất là hay, nhẹ, hát đều giải và hát rất là nịnh giọng các bác nhá. Anh em nào mà giọng yếu thì các bác hát những cái dòng mic như thế này thì các bác không bao giờ phải lo bị hụt hơi. Đặc biệt thì cái củ này nó rất là đều giải. Khi mà ghép vào các cái bộ dàn ấy, nó không cần phải căn chỉnh quá nhiều vào cái equalizer của giải mic các bác nhá. Đấy, rất là dễ ghép dàn và rất là dễ ghép với các cái chất giọng khác nhau. Thì cái dòng mic này cũng được là anh em tìm kiếm rất là nhiều. Dòng Beyer K890 này các bác biết rồi, được người Việt Nam mình tìm kiếm rất là nhiều. 790A và K890 bao giờ cũng là hai dòng mic được trộm nhất ở Việt Nam mình. Đấy, cho ra chất âm rất là hay và tuyệt vời các bác nhá. Đấy, con này thì nó đến 2019 các bác nhá, đến tháng 6 năm 2019 toàn bộ nó rất là đẹp luôn. Con này được sử dụng hộp sóng to, tất cả còn nguyên chữ ký ở đây các bác nhá, chữ ký của KCS hay của các kỹ sư đây. Tem rốt đầy đủ các bác nhá. Và đằng sau thì cũng có đầy đủ các cái đắc ca lông rắc 6 ly cho các bác làm sự kiện hay là các bác rắc phòng hát gia đình, karaoke, phòng trà đều ok các bác nhá. Rồi, tất cả là còn nguyên chữ ký đây các bác nhá. Nhiều khi bọn em quay nó bị ánh các bác không nhìn thấy, nhưng mà khi bọn em quay lấy nét này các bác nhìn này, chữ ký rất là rõ nét. Cái chữ ký này người ta sử dụng cái mực của nó, mực của nó không bị phai nhòa khi mà các bác dùng xăng tẩy đâu các bác nhá. Đó. Đây các bác này, nhìn nó có đánh số cả những cái này. Đó. Rất là chi tiết các bác nhá. Miền mạch rất là đẹp như mới luôn, mặt nhôm này các bác này. Thì nó có vài cái điểm đây, kiểu như dính keo lâu ngày nó hơi có một vài cái vết thôi, chứ còn không bị xước đâu các bạn. Gần như là đẹp lắm. Nói chung lô này đẹp, đẹp tuyệt vời luôn các bạn. Đến 2019 đẹp tuyệt vời luôn các bác nhá. Rồi, củ K8 màu hồng. Lô này thì đặc trưng của dòng K890 rồi. Con này thì ngày hôm nay em chỉ có 4 bộ thôi. Lô này thì bình thường mặt nhôm nó sẽ đắt hơn những cái dòng mặt màu vàng nhựa kia nhá các bác nhá. Tuy nhiên thì ngày hôm nay em có 4 bộ thôi, em sẽ xả cho các bác giá cực kỳ là rẻ các bác nhá. 4 bộ này em sẽ để cho các bác là 2.200.000 một bộ. 2.200.000 một bộ. Nhưng các bác phải lưu ý này, bên em luôn luôn là bao full phụ kiện như này, bao full phụ kiện này chống lăn chống sốc đầy đủ này. Đấy, dây 6 ly thì là dây 6 ly đúc chân đồng màu vàng óng là các bác này. Và dây 6 ly của em là lúc nào cũng có cong một đầu như thế này các bác nhá, để cho các bác nào mà cắm âm ly mà hay là cắm các con vang mà có cổng mic đằng trước ấy, thì nó không bị thò ra ngoài, nó gập vuông góc cho các bác luôn như này. Tặng cho các bác một bộ pin sạc Double Power các bác nhá, sạc chính hãng của Double Power. Sạc chính hãng của Double Power 1200mAh các bác nhá. Một cặp tai bắt tủ máy, thì cái tai bắt tủ máy này thì các bác có thể về các bác chỉ cần tháo hai cái vít này ra thôi, các bác lắp vào đây phát là bằng mặt luôn các bác nhá. Là bằng mặt luôn thì anh tiện cho anh em làm sự kiện này, tiện cho anh em nào lắp phòng hát, phòng trà mà có tủ máy hay là gia đình các bác có tủ máy. Tiếp theo đó là em tặng cho bác một cái túi đựng mic như này, một cái ví đựng mic trị giá 100.000 như thế này nữa. Ok chưa các bác? Rất nhiều full quà tặng cho anh em. Đây các bác nhá. Thì bác nào mà có nhu cầu, các bác cứ alo trực tiếp vào số điện thoại của em là 0378 030 730 hoặc 0345 220 586. Anh em được phép nhận hàng kiểm tra ok mới phải thanh toán các bác nhá, không hay các bác trả lại cho em. Sản phẩm được bảo hành 3 tháng lỗi 1 đổi 1 các bác nhá. Bao test 3 tháng lỗi 1 đổi 1 cho các bác. Trong vòng 3 tháng thì nếu mà phát sinh ra lỗi bọn em sẽ đổi bộ khác có giá trị tương đương các bác nhá. Đổi bộ khác có giá trị tương đương. Đấy, anh em nhận hàng kiểm tra ok mới phải thanh toán các bác nhá, không cọc kèo. Đấy.
các bác mà không có thời gian xem video thì các bác cọc cho em một chút để các bác lấy trách nhiệm. Thế còn các bác mà đã xem kỹ video, các bác ok với cái chất lượng, với cái hình thức, với cái mẫu mã sản phẩm như thế này, các bác phải cho anh chốt bộ Bayer K890 chú vừa lên ngày 19 tháng 6 thì là ok, giá là 2.200.000 bao full phụ kiện như trong video này, thì không cần cọc kèo, các bác nhận hàng kiểm tra ok thanh toán. Bác nào không có thời gian xem video, các bác bảo cái bộ vừa lên sóng là giá bao nhiêu, hình thức thanh toán như thế nào thì bọn em sẽ yêu cầu cọc. Đấy, cái này là các bác lưu ý như vậy cho em, chứ không nhiều bác các bác này hỏi rất rất nhiều các thứ mà bọn em đã báo trong video rồi, xong lại bọn em bảo cọc thì lại bảo là sao trong video bảo không cọc. Em nói rõ rồi, không cọc đối với những người mà đã xem kỹ video, các bác chốt đơn đúng như trong video, các bác nhận hàng kiểm tra ok thanh toán. Thế còn các bác hỏi là giá bao nhiêu rồi, tặng những cái gì, thì đương nhiên bọn em sẽ phải yêu cầu cọc rồi. Bởi vì các bác đã xem video thì các bác không cần phải hỏi giá, các bác sẽ không cần phải cho là mic này cần là nhận hàng có những cái gì nữa. Đấy, bởi vì bọn em đã báo chi tiết hơn cả là các bác đến nhà mua rồi. Đây, chi tiết em quay này, một bộ pin sạc này, một tai bắt tủ máy này, một cái dây 6 ly này, một hộp đựng mic này. Còn tất cả phụ kiện của mic thì không bao giờ có thể thiếu được. Nguồn dâu anten đầy đủ rồi. Bởi vì tặng những cái này mà bỏ cái nguồn của cái mic ra thì cái mic không hát được. Bỏ cái anten ra thì cái mic không hát được. Bỏ cái dây 6 ly ra thì các bác không hát được. Cái chống lăn này thì bọn em luôn luôn đã lắp sẵn như thế này rồi thì không thể tặng thiếu được, đúng không các bác? Đấy, ok. Đó, em chỉ trình bày như vậy thôi. Anh em nào cảm thấy ok với cái cách bán hàng của em thì các bác ủng hộ. Còn các bác cảm thấy không ok, các bác có thể lướt qua. Đấy, bởi vì anh em đã không hợp cái cách bán hàng của em thì các bác có thể lướt qua, bởi vì bên em bán hàng rất dễ, rất nhanh, rất gọn. Nhưng mà đối với các bác mà không xem, các bác muốn mua ngay thì cũng yêu cầu các bác cọc để lấy trách nhiệm nhận hàng thôi, chứ không cần phải các bác cọc kèo nhiều. Một bộ mic này cọc 100.000, các bác không thích các bác cũng cho quay đầu được, trả 100.000 trả được cái gì đâu các bác. 100.000 tiền quay đi quay về của bọn em cũng hết. Đấy, ok chưa các bác? Thế còn các bác đã xem kỹ video rồi, các bác không phải mất đồng nào cả, nhận hàng các bác ok kiểm tra thanh toán, không ok các bác hoàn lại cho em, các bác không phải mất một đồng phí nào cả, ok chưa? Rồi, đó thì cái cách bán hàng nó rất đơn giản như vậy thôi. Anh em nào cảm thấy ok, các bác cho em xin một nút like các bác nhá. Bác nào mà chưa đăng ký kênh thì cũng tặng cho em xin một nút đăng ký kênh và bấm nút chuông để theo dõi các sản phẩm tiếp theo của bên em. Mỗi người có một cách bán hàng, bên em bán hàng cũng rất nhanh gọn, rất là thoải mái, rất vô tư. Tuy nhiên là với những các bác mà không có thời gian xem thì bọn em cũng yêu cầu cọc. Cái đấy là rất đơn giản thôi, rất bình thường thôi các bạn. Gần như đơn vị nào cũng vậy thôi. Bởi vì bán hàng mà không muốn cọc thì các bác phải xem kỹ video. Còn các bác đã xem kỹ video rồi, bọn em chả bắt cọc làm gì. Trừ những cái trường hợp hàng nặng như là loa súp thì không cọc, bọn cũng chẳng đơn vị nào gửi. Đấy, cái này nó là thông dụng của trên tất cả bây giờ anh em bán hàng đều vậy rồi. Ví dụ như cái loa, cái súp cục đẩy đấy, mà các bác không cọc chắc chả đơn vị nào dám gửi đâu, trừ anh em đã mua hàng quen rồi, anh em đã mua hàng quen của nhau rồi thì nó khác. Rồi ok, video em cũng sẽ làm rất là ngắn gọn thôi. Trình bày thì những cái này bọn em bán rất nhiều rồi, dòng Bayer cam kết zin xịn chính hãng, cam kết zin xịn chính hãng và đẹp các bác nhá. Tất cả những dòng này anh em cứ nhận hàng kiểm tra ok các bác thanh toán cho em. Tất cả những cái dòng mà đuôi chuột của Bayer thì nó có tự ngắt gia tốc đầy đủ các bác nhá. Trên con này nó cũng sẽ có chữ Bayer VS nằm mờ mờ trên này, anh em nhìn nghiêng ra sẽ nhìn thấy. Và đối với các bác mắt kém thì các bác đeo kính vào nha các bác nhá. Thế còn mắt mà như bọn em này, bọn em nhìn thấy cái chữ Bayer VS nó nằm mờ mờ trên đỉnh này, ok chưa các bác? Đấy, và em xin phép ba lô thử tiếng mic để các bác có thể nghe trải nghiệm chất âm trực thực tế các bác nhá. Đây em đang test đây. 1 2 4 5 6 7 1 2 4 5 6 7 7 8 9 10 4 5 6 7 7 8 9 10. Em cũng phải khẳng định thật sự các bác là đối với dòng K890 mày này mà các bác không ưng nữa thì em thật sự các bác là không thể mua dòng mic nào ưng hơn với cái tầm giá 3-4 triệu quay đầu với dòng mic bãi các bác nhá. Thế còn đối với dòng mic mới thì các bác phải so sánh với dòng tầm 7-8 triệu thì mới ăn được những dòng mic Bayer này. Đó, anh em nào mua hàng bên em thì biết rồi, nhà em không bao giờ lắp côn nhái côn mới vào đây. Bởi vì nhà em đây có cả một thùng côn bãi bọn em thu được ở các đơn vị, người ta chuyên lắp côn mới côn nhái vào, người ta bán cái côn bãi ra cho bọn em. Đấy, anh em xem kênh của em thì biết rồi, chứ em cũng không cần phải giới thiệu lại trong video này nữa. Còn bác nào mà còn những cái bộ côn Bayer xịn chính hãng, hàng tháo máy, côn bãi, các bác cũng liên hệ bên em nhé. 450.000 một cặp và 250.000 một chiếc bao ship cho anh em. Đấy, tất cả những củ côn như thế này nhà em đang sẵn hàng nha các bác nhá, ok chưa? Và em khẳng định cam kết là côn bãi tháo máy 100%, không lắp côn mới trên thị trường các bác nhá. Anh em nào phát hiện ra bên em lắp côn mới côn nhái vào thị trường, các bác đập mic em đền 10 triệu luôn các bác nhá. Đấy, cam kết luôn các bác. Các bác có thể chụp ảnh này đăng lên Zalo, Facebook, các bác hỏi xem củ nhà em là côn bãi xịn hay côn mới côn nhái là các bác biết ngay. Anh em thợ sẽ nhảy vào đánh giá, ok chưa các bác? Đấy, thì bên em hàng cam kết như vậy và size 1 đền 10 các bác nhá. Rồi, em xin alo thử lại một tiếng mic, sau đó sẽ kết thúc video các bác nhá.
alo 1 2 4 5 6 7 7. Bác nào chốt bộ mic này cứ alo trực tiếp vào số điện thoại của em là 0378 030 730 hoặc 0345 220 586. Địa chỉ của em vẫn không thay đổi tại xóm Chùa, Liên Sơn, Tiên Lãng, Bắc Giang. Anh em có thể gọi alo trực tiếp, bọn em gửi định vị cho các bác nhá. Xin cảm ơn các bác và hẹn gặp lại các bác trong những video sau ạ.